Con xin kính chào quý cha, quý sư, quý phê và quý anh chị. Hôm nay là thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2023 và là thứ Bảy của tuần thứ hai Phục sinh. Và bài tin mừng của ngày hôm nay trích từ Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 16 tới câu 21. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ. Ở đây là biển hồ, nó chỉ là cái hồ mà người ta quen dùng là biển. Chiều đến các môn đệ của Chúa Giêsu đi xuống biển, đây là biển hồ. In sambake pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. Tức là các ông đang ở bên kia bờ của bờ biển, phải đi qua bờ bên này, trên đất Israel, đất Galilee để đi tới đền Capharnaüm và phải xuống thuyền để đi qua biển. Động từ xuống thuyền là sambake, gagner là đạt tới. Ở đây chúng ta coi cái động từ sambake. Sambake là tự mình đi xuống thuyền và do đó có danh từ là embarquement, là danh từ đi xuống thuyền. Bây giờ trong thời buổi ngày nay người ta vẫn dùng chữ embarquement để cho xuống tàu. Nguyên thủy là xuống một cái thuyền barque, là một cái xuồng, là một cái thuyền rất là nhỏ. Nhưng bây giờ dùng cho cả tàu bè lớn, kể cả máy bay. Như vậy nếu chúng ta ra sân bay mà tới giờ phải lên tàu thì chúng ta thấy ở trên cái bảng điện tử nó để chữ embarquement, và nếu là tiếng Anh thì nó là boarding, ở bên tiếng Pháp thì dùng embarquement. Động từ này đặc biệt là chúng ta tự đi xuống thuyền là sambarque. Nếu chúng ta mang một cái vật dụng, mang cái gì xuống thuyền thì là embarque, ngoài động từ trực tiếp. Như vậy nó có một cặp mang xuống và đi xuống, trong khi chúng ta để ý là đi ra khỏi thuyền, vì xuống thuyền để mình đi một cái tới một cái địa điểm khác. Và tới địa điểm đó mình đi ra khỏi thì chỉ có một động từ dùng cho cả VT và VI. Mang ra khỏi thuyền cũng là để bắc kê. Đi ra khỏi thuyền cũng là để bắc kê. Để con xin lưu ý lại, động từ xuống thuyền là mình đi xuống là xong bắc kê, động từ phản thân. Động từ ông bắc kê, VT là mang xuống thuyền. Rồi chúng ta đi ra khỏi thuyền là để bắc kê. Chúng ta mang ra khỏi thuyền cũng là để bắc kê. Và cái động từ này và cũng dùng cái gốc của là cái chữ bác đi ra khỏi thuyền. Và bây giờ chúng ta dùng cái động từ này với một cái ý nghĩa rộng rãi hơn, chẳng hạn như một cơn bão nó đổ bộ lên bờ biển, nó đi từ biển Đông nó đổ bộ lên đất liền Việt Nam, người ta cũng dùng động từ để bác kê. Và hình bóng là như cái cơn bão đó nó đi thuyền và bây giờ tới bờ thì nó lên ra khỏi thuyền để nó lên bờ, người ta cũng dùng để bác kê. Để đi tới Capharnaüm ở bên kia bờ, c'était déjà les ténèbres et Jésus n'a pas encore rejoint ses disciples. Lúc ấy đã tối mịt rồi, nhưng Chúa Giêsu chưa đến với các ông. Danh từ les ténèbres là một danh từ luôn luôn ở số nhiều. Ở đây con tô màu vàng để cho chúng ta để ý, luôn luôn ở số nhiều, không bao giờ chữ ténèbres ở số ít. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Có một cơn gió lớn thổi tới, biển động. Và biển thì là đầy sóng. Tính từ agité nói về một cái trạng thái tinh thần thì là agité, có nghĩa là lo lắng, không được bình an. Và đồng nghĩa là inquiet, lúc nào cũng ưu tư lo lắng, tức là tâm hồn của mình bị agité, bị khuấy động. Và chẳng hạn chúng ta có insomnie agité, một cái giấc ngủ mà nó trờn, không có ngủ yên. Đó là ý nghĩa hình bóng. Ở đây chúng ta dùng agité đi với biển. Une mer agité, biển dậy sóng. Và tính từ đồng nghĩa với nó là houleux, houleuse. Và trong từ điển thì người ta định nghĩa biển dậy sóng tức là có các cái con sóng, độ cao của nó trong khoảng từ 1,25 m tới 2,5 m, người ta gọi là biển agité. Biển động và gió thổi mạnh. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Các môn đệ đã chèo thuyền ở trên quãng đường khoảng 25 cho tới 30. Ở đây chúng ta thấy là chừng 5-6 cây số, khoảng 5-6 cây số. Lorsqu'il vit Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, động từ se rapprocher đi với giấy từ de. Các ông đang chèo thuyền đi khoảng 5-6 cây số thì các ông thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước và đến gần tới cái thuyền của mình. Động từ rame là lấy cái
cái mái chèo chúng ta tiếng Pháp gọi là cái ram, thì chúng ta chèo cho cái thuyền tiến về phía trước. Ngày xưa khi chưa có động cơ thì muốn một con thuyền, con tàu muốn đi thì hoặc là phải dùng sức gió căng buồm lên, hoặc là phải dùng các cái mái chèo như thế này. Ở đây con trình chiếu một cái hình rất là thân thương ở đồng bằng sông Cửu Long, những cái người dùng cái thuyền và muốn cho cái thuyền này tiến về phía trước, người ta dùng cái mái chèo là in ram mà. Và các môn đệ của Chúa Giêsu lúc đó không có thuyền buồm, không có buồm cũng phải chèo bằng tay. Các ông chèo và thấy Chúa đi trên mặt nước tới gần cái thuyền thì các ông rất là sợ. Me ilodi đi, nhưng Chúa nói với các ông: "Semua nayi piper, thầy đây, đừng có sợ. Le disip vule le prong de la bac, các ông muốn rước ngài lên thuyền." Ở trong tiếng Việt gọi là rước, tức là đưa ngài lên trên thuyền. Osito la bac tusa te lau u insurande. Nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Như vậy đoạn phúc âm này cũng khá đơn giản về mặt tìm hiểu tiếng Pháp. Con chỉ xin trình bày cái động từ sambake này. Động từ sambake đi với động từ ambake, tức là một cái là có đối tượng VT và một cái là động từ phản thân. Trong khi động từ đi ra khỏi thuyền thì chúng ta chỉ có một debake, vừa là VT vừa là VI. Con xin cảm ơn và con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý phe và quý